Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp, và hôm nay em sẽ giới thiệu qua một dòng xe đua đến từ một thương hiệu cao cấp Trek Lesa SL. Đây là một mẫu xe đua về thương hiệu Trek cao cấp mà lâu lắm rồi em mới về một chiếc Trek đây. Sử dụng một cấu hình của Tiagra. Vâng, như các bác biết là Trek là một thương hiệu cao cấp trên thế giới, luôn được top đầu. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, em có tìm hiểu chiếc Trek Lesa SL này, và cũng có một rất nhiều trang web nói về chiếc xe này. Đây một trang web chính hãng của Trekbuy.com thôi nhá, trang web chính hãng luôn của thương hiệu Trek. Đồ sử dụng đồ Tiagra, tất cả đồ của Bonchanger, một hãng làm phụ tùng theo Trek các bác nhá. Đấy một chút một số chiếc xe như nhà em đây, Trek Lesa. Đây nữa. Vâng, đây là chiếc xe Trek Lesa SL. Các bác thể lên Google để tìm hiểu về chiếc xe này. Rất là nổi tiếng trên chỉ cần ấn chữ Trek Lesa các bác thể thấy rất nhiều trang web nói về chiếc xe này. Trên khung xe có những đường hoa văn rất là độc đáo. Trek Lesa thì mới có những đường hoa văn như này thôi. Em sẽ lướt qua hình thức tổng thể chiếc xe này. Rất lâu rồi em mới về một chiếc xe đua mang thương hiệu Trek. Rất nhiều bác đã hỏi về những chiếc xe đua thương hiệu Trek, thương hiệu cao cấp. Đi cùng với Trek thì là phụ tùng của Bonchanger, một hãng chuyên làm phụ tùng do Trek ở Học Yên này, Học Yên nguyên zin của xe và yên đều của Bonchanger các bác nhé. Cùng với đấy là xe vẫn giữ được bộ lốp zin của xe Bonchanger và vành này. Và tất cả như các bác thấy là tất cả đồ đều nguyên zin theo xe. Như trang web chính hãng của bên Trek thì xe được sử dụng cấu hình của Tiagra. Ở đây Tiagra các bác nhé, với 10 tầng lít. Phía bên đây gạt đĩa của Tiagra và đồ đĩa của FSA. Bên đa bạc đạn. Đường hoa văn trên xe rất là đẹp thôi nhé. Bên trên đây Ford và ghi đông nguyên bản của Bonchanger đồng bộ theo xe. Đồ đều của Bonchanger. Sử dụng cấu hình của Tiagra tay lắp với 10 tầng và 2 tầng bên đĩa cho xe 20 tốc độ các bác thay đổi. Phanh ba mạch. Và biểu tượng của Trek là chiếc khiên các bác nhé. Khiên. Và đây là vành trước cũng của Bonchanger. Và lốp đây. Lốp Bonchanger. Chiếc xe thì cũng ít sử dụng thôi, lốp vẫn còn giữ được lốp zin. Đây một số chiếc tem khác trên xe. Xe có size 50 thôi nhé. Tôi sẽ đi vào đo lại chiều cao size đứng của xe.
Xe có chiều cao xe đứng là 50, 49 50. Ngang cũng 50 các bác nhé. Của các bác từ 1m63 đến trên 1m7 đi vào chiếc xe này. Với 10 tầng lip, xích và lip còn rất là mới. Bộ chuyển động của Tiagra lên lip. Xuống lip. Vâng, chuyển động rất tốt. Tiến tay phải bộ đùi đĩa 2 tầng. Đùi đĩa của FSA. Xuống đĩa. Lên đĩa. Vâng, gạt đĩa của Tiagra đó nhé. Chuyển động rất tốt. Vâng, và vừa đánh giá trong chiếc xe đến từ thương hiệu cao cấp Czech Lesa SL. Với chiếc xe được trang bị một bộ group của Shimano Tiagra. Và tất cả đồ đều của Bontrager, nguyên zin nguyên bản theo xe. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 13.800.000. Miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem hình ảnh chi tiết về chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kia Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đẹp có tại Việt Nam. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.